chấn một cái. Bạn thấy rõ không? Bạn thấy rõ chưa? You like it? I don't like it. Why? Because I love it. Tell me why. Quá đẹp, quá dễ làm luôn các bạn. Bên trái, bên phải ha. Mình cứ làm từ từ, từ. Cắt bột nè. Đứt. Thấy chưa? Nói đứt là đứt. Nhiều khi nói đứt mà nó cũng chưa chịu đứt. Giấy nè, tạo lên cái khóe nè, đủ lên cái khóe nè, lê xuống nè, chút nhẹ một cái nè, lê xuống chút nhẹ một cái. Thêm chút xíu ngay đây đi. Nó bay cho nó đẹp. Anh đắp bột màu trắng với nước li quỳt gì hả? Nè, nước li quỳt của anh ăn. Hả? Màu trắng của anh lên luôn nè. Hả? Cái móng này này nó hơi u chút xíu. Các bạn dặm cho nó mỏng ra, các bạn tán cho nó mỏng ra. Cái móng này nó hơi u ở giữa ha. Móng tự nhiên của khách hàng á, hơi u ở giữa thì mình tán cho nó mỏng ra. Bên trái nè ha, bên phải nè, như giữa nè, bên trái nè, bên phải nè, right nè, left nè, kết nè, chấn cái nè, móc của bột ra nè, chấn nè, chấn nè. Ừ. Chưa? Hello. Lấy cục bột nè. Hai cục bột lên khóe nè. Đẩy lên hai cái góc nè.
rê xuống này, rút nhẹ một cái nè, rê xuống này, rút nhẹ một cái nè, clean đó nè, clean đó nè, ha, dậm nè. Cho chút xíu bột clear vô nè. Do it again. Yeah. Lấy cục bột này ha. Thả lên đây nè. Rê nó xuống chút nè. Chùi cọ nè. Ém cho nó xuống nè. Bên trái nè. Bên phải nè. Left nè. Right nè. Middle nè. Left tiếp nè. Right nè. Middle nè. Cắt bột nè. Đứt luôn các bạn. Màu trắng số mấy ô em đó anh? Màu trắng này là Chisel American White em. Bây giờ mình đắp hai cục ha. Nhiều khi giờ mình không đắp một cục nữa thì mình đắp hai cục thì cũng được luôn nè. Lấy cục bột ha, thả lên cái khóe nè ha. Bây giờ rê xuống nè, vuốt một cái nè, rê xuống nè, vuốt một cái nè. Rồi, tiếp tục ha. Thêm cục bột thì mình phiêu lên trên cái khóe thôi. Mấy cục bột. Thả lên cái khóe cho nó tròn khóe nè. Đẩy lên khóe tròn khóe ha. Rê xuống rút một cái nè. Rê xuống nối bột vô nè. Thấy nó tràn ra không? Vét nó vô. Thấy nó tràn ra không? Vét nó vô. Xong. Dùng cái mũi cọ dặm. Bí quyết để mà làm cho cái bột nó sát ngay trong cái khóe đó. Dặm cho nó sát ngay trong cái khóe. Đó. Giờ. Thấy không? Cho nó chút xíu bột clear nữa nè. Xíu thôi. Không cần nhiều. Hello Peter Đặng. Hai màu đó số bao nhiêu vậy anh? Hai màu này, cái màu pink này là OM15B nha. OM15B. Cái màu trắng này là Chisel American White. Cọ Phong đang đắp là cọ Triple A. Size số 16. Ha. Cọ thường hạng 3 chữ A đó. Thả cục bột nè. Vuốt nè. Nhiều nước quá, lấy bớt ra. Cọ này nó rất là giữ nước các bạn. Vuốt tới đâu là nước nó trào ra tới đó ha. Nước nôi lên láng luôn các bạn. Nước nôi đầm đè luôn. Cắt bột nè. Chưa? Tiếp tục ha. Cục bột thứ nhất nè. Ha. Thả lên ngay chỗ đường lằn nè ha.
đưa ra cho cái đường biên đó ha, đưa ra tới cái đường biên rồi rê xuống này, vuốt con cái này, rê xuống ha, nhấc lên vuốt con cái. Thấy chưa? Clean up hai bên cái khóe, clean up hai bên cái khóe. Còn bột thứ hai thả ngay cái đường lặn, đẩy lên cái góc hai bên, rê xuống nối bột vô, rê xuống nối bột vô, clean hai bên cái góc. Nếu mà các bạn mà vuốt mà nó bị cái ngấn ngay đây nè, không chỉ cho các bạn ha, lấy chút xíu bột ha, đừng có vuốt mà là dậm nó ra, rồi rê nó xuống là nó bay ha. Chút xíu nước, chút xíu bột lia ngay đây. Được chưa? Có cách nào canh nhấp bột vừa đúng chuẩn không ạ? Canh nhấp bột hũ đựng nước đẹp vậy. Đúng rồi, cái hũ ly quỳt đẹp lắm các bạn nè, có màu hồng bánh bèo luôn nha, có màu clear luôn nha, đúng chưa? Okay, tiếp tục ha. Mấy cục bột nè, bỏ lên tầm khoảng 80-90% nè, thấy không? Dậm cái mũi, dùng cái mũi cọ dậm cho nó mỏng bột xuống nè, thấy chưa? Nhẹ nhàng bên phải nè, rồi từ từ đưa vào bên trái nè, vuốt ôm cái bột vô, không có cho nó bè ra, ém nó vô, cắt bột nè, bập một cái rớt cục bột, thấy chưa? Chấn lấy xếp nè, chấn lấy xếp nè, chấn lấy xếp nè, chưa? Thấy không? Này là đắp một cục nha, nó út đắp một cục thôi, lấy cục bột nè, thấy không? Thả cục bột, cái này dính chút xíu lông. Em lại nè. Trời, sao cái lông này nó kỳ cục vậy ta? Nhiều khi nó có một cọng lông thôi mà nó làm cho mình khó chịu luôn các bạn. Ha. Thả lên cái khóe nè. Sửa cục bột lại cho nó ngay nè. Vuốt một cái, vuốt bên trái một cái, clean up nó, rồi dùng cái mũi cọ nè, dậm vô nè. Chưa? Lấy bột clear nè, thấy cục bột, thấy cái móng này nó u không? Nó u thì khi mình thả cục bột ra mình kéo xuống ha, và mình dùng cái mũi cọ nè, mình tán cái chỗ cái khúc mà nó u á, nó mỏng bột thôi, đừng có cho nó u lên nữa ha. Cái móng nó u thì cái bột nó phải mỏng xuống, còn
cái móng mà nó mỏng thì mình phải điêu cái mu cho nó dày lên, cho nó múp lên. Nhẹ nhàng đều bột xuống ha. Thấy cục bột nó nghe lời không? Vuốt cái đầu đi tới đó ha. Dẻo lâu lắm. Ấp bột làm sao giữ cái xếp của nó nha. Mình phải biết mình đang làm cái gì. Cầm cây cọ mình phải tương tác với cây cọ. Mình phải biết, ồ cái chỗ này nè, là phải dùng cái thân của cây cọ chấn xếp vô. Bên này cũng chấn xếp bằng cái thân cọ nè. Ồ cái chỗ này dùng cái mũi cọ dậm nó xuống nè. Ồ cái chỗ này phải nằm cây cọ xuống vuốt bằng cái bụng nè. Mình phải biết. Thấy không? Vàng của bột hai bên ra nè. Vàng bột hai bên nè. Thấy chưa? Rê xuống nè, vuốt một cái nè. Thấy không? Rê xuống vuốt một cái nè. Đó. Nhẹ nhàng thôi. Vét cái khóe cho nó sạch nè. Vét cái khóe cho nó sạch nè. Đó, thấy không? Rồi, dùm vô sâu cho coi cho nó đã ha. Đó. Rồi, lấy bột tiếp ha. Vàng bột ra nè. Đẩy lên cái khóe nè. Vuốt xuống nối bột vô nè. Nối bột vô nè. Cũng vét hai bên cái khóe nè. Vét hai bên cái khóe nè. Rồi dặm cái khóe nè. Cho nó mỏng bột nè, sát khóe nè. Thấy chưa, nhẹ nhàng thôi nha. Nhớ nhẹ nhàng từ từ làm. Bữa nay không có đông khách. Từ từ ngày nào mà đông khách thì mình sẽ đua. Bữa nay không có đông khách thì mình không cần đua. Tiếp tục ha. Zoom ra xíu cho dễ coi. Thấy cục bột Chiso American White này thấy chưa? Thả ngay đây nè ha, nhấn nhẹ nó xuống, rê nó giật cây cọ ra, sửa của bột lại. Rồi chùi cọ lấy chút xíu nước dậm vô trong cái giấy. Không, dùng cái mũi cọ ém nó xuống, cho nó mỏng bột xuống. Bên trái nè, bên phải right nè, left nè, right nè. Ở giữa nè, middle nè, kết nè, dùng cái tip of the brush kết á, take it, à, thấy chưa? À, dùng cái thân cọ nè, chấn nè, yeah. nhẹ nhàng, vuốt cho nó mịn ha. Thấy chưa? Hello người đẹp. Nè, lấy cục bột nè. Cục tình thứ nhất nè, ha. OM15B nè, thả ngay chỗ cái đường lằn nè, thấy chưa? Vàng bên trái, vàng bên phải nè. Rê xuống vuốt một cái nè. Rê xuống vuốt một cái nè. Xong rồi đó, dễ không? Clean hai bên nè. Dặm cái chỗ này cho nó mỏng xuống nè. Chưa? Tiếp tục lấy cục bột thứ hai nè, thả lên cái khóe nè, đẩy lên cái góc khóe nè. Bây giờ nối bột vô nè, nối bột vô nè, clean hai bên cái khóe nè, clean hai bên cái khóe nè, chùi cọ cho nó sạch đi nè. Rồi dặm, dùng cái mũi cọ nè, dậm vô trong cái khóe cho nó sát khóe nè, cho nó tròn khóe nè. Thấy chưa? Nó tròn khóe chưa? Đó. Nè, zoom vô cho coi nè. Thấy cái khóe nó tròn không? Chưa? Cái cọ này đắp quá sướng luôn các bạn. Thật sự đó. Đắp mà mê luôn á. Chín chín là ok.
Thằng gì á hả? Thằng nhỏ hả? Mà ngoan dễ sợ hơn chứ đâu biết đâu. Đến sáng dậy mẹ đi qua con sốt mà con không dám gọi mẹ luôn. Trời dễ thương sau, quá vậy. Ừ, lần sau mà bị xe phải gọi mẹ chứ đừng gọi mẹ dậy mẹ cho uống thuốc. Con đi ngủ con đợi nó sáng nó nói mẹ không muốn với mẹ. Thằng nhỏ nó thương mẹ quá ha. Thương mẹ nhiều thì nó ít thương bà nó nhiều. Ba nghiêm khắc, thường thường con trai ít khi nào, thường thường con trai thương mẹ nhiều hơn. Con trai thương mẹ, con gái thương cha. Thầy làm gì mà nước chảy nhiều vậy? Thầy lúc nào nước nôi tràn trề hết, người thầy lúc nào cũng có nước hết. 60% cơ thể của thầy là nước, ok. Vậy lại quá đó. My body 60% water, make from water. Đụng chỗ nào là nước chỗ đó em. Người thầy nhiều nước lắm. Nè, giúp nhẹ, nhẹ nhàng không? Không làm rất là nhẹ nhàng. Khó khăn gì hết. Chưa? Hello Quá Nhi, hello cô Long. Cô Long khỏe không cô Long? Cô Long còn dưới cổ mộ. Cô Long còn dưới cổ mộ. Đêm nay Quá Nhi mò xuống kiếm cô Long. Nhẹ cái nè. Nhẹ cái. Cái bột chi sò nó đắp, nó dễ đắp gì đâu luôn á. Móc ra nè. Nhẹ nhàng thôi. Chà. Cục bột thứ nhất nè. Thả lên cái đường lằn nè. Dàn bột ở hai bên nè. Thấy không? Rơi nhẹ xuống vuốt con cái nè. Rơi nhẹ xuống vuốt con cái. Cái chỗ này mình ém, nhớ mình ém vô nha. Chỗ này nó hơi u rồi là mình ém nó vô. Đẩy lên mình hai cái khóe nè. Rồi. Clean up nè các bạn.
chuột cây cọ nè. Đó. Bạn nào muốn order cây cọ này thì inbox cho Phong ha, hoặc gọi số phone 818 747 8781, hoặc là lên website phongtrinart.com. Phong Trần nghệ thuật á, phongtrinart.com. Một cây cọ đẳng cấp, uy tín và mây tèo. Đây là cái hũ bột OM15B. Chisel American. Chisel Clear. Và hũ bột, hũ ly quịch huyền thoại, hũ ly quịch phong thủy nha các bạn. Nhờ coi quá như nhiều, cô Long đã đắp được một bộ nhẹ nhàng như lông hồng. Vậy mà chưa thấy xôi chè của cô Long đâu nha. Đáng lý và con live stream mà làm được là phải có xôi chè ha. Xôi chè sơ muối gì chứ. Cái máy dũa nè các bạn. Máy dũa này mình mở số 13 nha. Máy dũa này nè, máy dũa xịn luôn nha các bạn. Giá cũng cũng không có mắc đâu, 190 đồng. Ok. Rồi giờ mình dũa ha. Ủa, ủng hộ cọ của Quá Nhi, cô Long đều có hết. Bên kia cô Long nhiều nha. Cô Long dễ thương quá. Chắc phải là tối nay phải xuống mò xuống cổ mộ kiếm cô Long quá. Thấy cái khỏe không? Các bạn thấy cái khỏe không? Mình dũa cái khóe mình không có tì ha. Chưa? Rất là mịn luôn các bạn. Cho các bạn coi nè ha. Để cái dũa nè. Thấy không? Rồi, nè. Nằm cái dũa xuống chút xíu nè. Dũa nè. Được chưa? Thấy cái khỏe không? Rất là sạch luôn các bạn.
không có tì nha, không có đè mạnh cái đầu dũa, thấy chưa, thấy tròn khỏe chưa, cái chỗ này nó cũng còn hơi chưa có mỏng lắm nè, dũa thêm chút xíu bên đây. Nghề nail là đam mê của cô Long, là nghề tay trái mà cô Long có nhiều cọ supply hơn hở chánh nữa. Thương cô Long quá, cô Long nói chuyện cưng quá, đang kêu cô Long nhiều nghe, cần gì cứ nói Dương quá nha, cần gì cứ nói quá Duy hép cô Long nghe, nghe cô Long nói mà xúc động đại luôn á. Cái máy ở dưới nó hút hết luôn các bạn thấy không? Máy ở dưới này nó hút hết xuống hết luôn nè. Người không dũa không có dính miếng bột luôn các bạn. Khỏi đeo khẩu trang luôn. Đã lắm. Rong ngu công chúa. Dũa phải cho nó sát rạc vô vậy luôn á, nó không có hở ra chút xíu nào hết á thì nó mới không có lip. Làm nail mà nó nhiều khi nó bị lip mà thất bại nha các bạn. Lip chút xíu ok, 10 ngón mà lip hết 8 ngón là thấy thua. Cô Long đang chuẩn bị qua gặp Quá Nhi luyện thêm mà không biết phải ở lớp nào, beginning or advanced. Cô Long vô lớp beginning á, lớp beginning nó vui hơn. Nói chung là cái lớp học của Phong á là nó từ beginning to advanced luôn ha, không dạy tùy theo cái level của mỗi người. Người nào mà Phong thấy nó ok chuẩn là Phong cho luyện những cái level nó cao hơn. Unframable, design, freestyle ha. Còn bạn nào mà Phong thấy double và lotomer quá thì chưa, phải học cách lại lấy bột, lấy nước. Ha, tùy cái level của từng người. Chứ mình đâu có thể nào mình bê cái level, bê cái giáo án mà dạy basic mình vô cái người mà đã biết hết rồi. Thì họ cần phải luyện cái shape với lại cái critical, ha, với design. Còn người nào mà chưa biết gì hết mà sao bê cái giáo án của cái người advanced vô được. Ha, phải tập lấy nước, lấy bột, dũa shape, dũa critical sao. Học căn bản. Dạy, mình dạy theo cái level các bạn ha, dạy đúng cái trình độ của mỗi người. Vô lớp Phong ngồi Phong check tầm khoảng đắp cái chừng 3 cục bột thôi là Phong biết cái level của người đó làm sao rồi ha, thì Phong sẽ kèm theo cái level của người đó. Mê anh chạy máy, mê không? Nè anh chạy máy cho em coi nha, anh chạy máy là coi như là y chang như là Lamborghini luôn nè. Dẻo dẻo uốn nụ 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 chưa, dũa khóe mà tưởng đang chạy freeway không á. Chưa hả, dũa mịn mà tưởng đâu đang chạy
Ferrari chứ. Déo 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 quen 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 un un un. Cách nó nói mày làm tao quá cười quá cho anh. Lại chim mà cách nó nói mày làm tao quá cười quá luôn á. Khách nó nói à, cho mày có thể thôi không? Mày có thôi đi không? Sát cái khóe luôn, cái vũ này là vũ phá treo á các bạn. Vũ phá treo mà không lấy không vũ mình luôn. Bao đã luôn trời. Vũ mà nó sướng luôn á, sung sướng cuộc đời luôn. Cuộc đời nó đâu có bao nhiêu lâu đâu mà cứ xài vũ dởm hoài đúng không các bạn. Mua vũ xịn xài đi chứ. Sống có bao lâu đâu mà xài đồ dởm hoài. Mà biết bao giờ làm neo nó mới đẹp. Trời ơi, vũa gì mà mịn quá. Mình thấy sợ luôn á. Rồi. Rút cây vũa xịn ra coi. Cây vũa xịn nha các bạn. Ly hai bên hông. Ly hai bên hông. Đặt cây dũa cho nó đúng nè. Ôm cái xếp lên thấy không? Relax your hand, yeah. Thank you. Không, thấy nó thẳng băng không? Dũa là phải cho nó thẳng băng không? Đầu móng nè, đứng cái dũa lên vậy ha. Đừng có để vậy. Đừng có để vậy. Đứng cái dũa lên vậy nè. Thấy chưa? Dũa. Đúng chưa? Nè, ly hai bên hông nè. Ly hai bên hông nè. Đó, không? Là xong. Vũa cho nó đúng nè. Đặt cái vũa cho nó đúng nè. Nè, vũa cái cạnh móng rồi bắt đầu đưa lên vũa nè. Được chưa? Thấy thẳng không? Bên đây cũng vậy nè. Đặt cái vũa cho nó đúng nè. Đầu móng nè. Lên hai bên hông nè. Lên hai bên hông nè. Đó, thấy không? Đầu dũa của em chị có mua dũa Kiriko đẹp và tròn. Cái kiều chị Yến chị Pink chu cô Long nha. Nè cô Long nè, cô Long à, đầu dũa của em chị có mua vũa Kiriko đẹp và tròn. Trời ơi, cưng quá. Trời, em này phải tim nữa chứ.
Ken Lương, bữa nào qua hát karaoke tiếp nha. Bữa Ken Lương đi học hát karaoke vui quá trời luôn. Hát karaoke rồi, thổi kèn rồi, lum la hết. Thấy không? Để nè, dũa nè, dũa cái cạnh nè, ôm cái dũa lên nè, thấy không? Ôm cái dũa lên không? Được chưa? Thấy cái dũa nè, thấy không? Dũa cái cạnh nè, bắt đầu đưa cái dũa lên nè. Được chưa? Đầu móng nè. Đi hai bên hông nè, đi hai bên hông nè là xong rồi. Quay ngược cái tay lại nè, đó nhìn cái sếp ha, thấy nó thẳng băng không đó, mình phải gò cho nó thẳng thêm chút xíu nữa. Vậy con ngón thôi. What you gonna do? What you gonna do? When they come for you? Hả? Baby? You know that song? Yeah. That song for bad boy. Yeah, you should go see the new one. Huh? You should go see the new bad boy. Bad boy, bad boy. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Cái này mà lá hồi mình đánh rơm lên nữa thì còn gì mà bằng nữa. You want rơm honey? Huh? You want chrome on the top? No. Why not? What's the chrome? Huh? You can wham me out with chrome. No, chrome good. Can. I don't care. Rơm good. Yeah, this one look do chrome beautiful honey. Beautiful, xem shine like a diamond honey. Ok. Alright. Đấy chưa? Tom. My buddy. Tom. Take care of the customer. Yeah. Take care of the customer and leave me alone. Yeah, leave me alone too. Leave me and John alone. Yeah. We happy over here without you. Thank you. Trời ơi, tuyệt vời. Thấy cái sếp không các bạn? Nè, có cái sếp mà, thấy không? Sếp này, thẳng. Quay ngược lại cũng thẳng luôn. Thấy không? Thấy thẳng không? Vũa vậy mới ăn được tiền nha các bạn. Angel darling. Trời, bữa nay đại gia luôn, coi livestream luôn. NG Darling, đại gia ở bên Cali rồi. Hello đại gia. Đầu móng nè. Đúng chưa? Nè, dũa ôm cái sếp vô nè. Ôm cái sếp nó mới đẹp nha. Ôm cái sếp vô. Ôm cái sếp vô nó phải thẳng băng luôn các bạn. Ở đây nó cũng thẳng, ở đây nó cũng thẳng, ở trên nó cũng thẳng, ở trên nó cũng thẳng, ở đây nó cũng thẳng luôn. Là mình dũa nó mới được ha. Nhìn mọi khía cạnh là nó đều thẳng hết. Hả? Nè, dũa nè, thấy không? Bắt đầu ôm vô nè. Đó, thấy chưa? Làm cho nó thẳng thì là thẳng luôn. Bên đây cũng vậy nè, đặt cái dũa nè. Không, cái cạnh nó mới có cái cạnh nó thẳng thôi, ở trên đây nó chưa thẳng. Ôm cái sếp vô.
Đó, rồi hai bên thẳng rồi đúng không? Đầu móng thẳng nè. Rồi, make sure hai bên nó thẳng, vuốt nó hai bên một cái nữa là xong ha. Cái xếp nó thẳng băng không? Nó thẳng như là cái đường băng luôn các bạn. Đầu móng nè, lê hai bên hông nè, lê hai bên hông nè, đó. Tiếp tục ha. Đầu móng nè, hai bên hông nè, hai bên hông nè, đó. Relax anh ấy, cái anh kêu đầu móng nè, rồi quay ngược lại nè, nhìn cái sếp khi mà quay ngược lại nè. À, nó có thẳng chưa, nhìn là coi nó có thẳng từ đây nó thẳng ra chưa. Đó, ok, vô là mình nhìn là mình biết liền nè, chưa thẳng nè, thấy chưa. Không, nào, đặt vô nè. Yeah. Giỏi, xong. Tới hồi mà đánh rơm nữa, thôi tuyệt vời, ông mặt trời luôn. Cái máy này nó hút hết xuống dưới luôn các bạn. Người Phong không dính một hạt bột luôn. Không dính một hạt bụi luôn các bạn. Anh chị em nào mà đi làm nail mà ghét mấy cái bụi dính vô người á, quần áo mình để dơ, tay chân mình thì nó bụi bặm, nó lem luốc á, mua cái máy này về ha, nó hút hết luôn, sạch sẽ lắm.
mấy cái chỗ này phải lấy cái cây dũa hát muôn ra. Rồi, sau khi mà bóp hờ xong phải quay ngược cái tay lại nữa nha. Xiết cái xếp lại lần nữa cho nó đẹp. Để lát hồi mình chụp hình chứ. Để lát hồi mình chụp hình cho nó đẹp chứ. Thả lỏng ra cân, thì lát cho hèm cái. Nhìn nè, look good chưa đây? Yeah. And what they say? She called me and told me she's coming back here. The girl I work with. Okay. Tell them come here, okay? They say if they say yes. Tell them you have to square, you have to come here. À, rồi, rửa tay đi cục cưng. Wash your hand with a brush and a soap, okay? Love you. With a brush and a soap. Okay. Thank you very nhiều. Love you. Louder. Tom is getting jealous. I know. Trời ơi, cái khóe gì mà nó tròn quá vậy? Đồng một. Cái cuticle gì mà nó tròn quá vậy trời? Cái ombre gì mà nó màu nó đẹp quá vậy trời? Cái xếp gì mà nó thẳng quá vậy trời? Mình làm không có đẹp nhưng mà mình được cái tự tin nha các bạn. Không ai khen mình, tự khen mình luôn. Mình phải tự tặng niềm vui cho mình chứ. Xem sai là cái diamond. Lòng của ai vậy? Thấy cái cuticle đã không các bạn? Sơn top coat mà đánh rơm là phải kỹ kỹ chút nha. Sơn mà không kỹ là lát hồi nó hột là ghê lắm à. Chứ giờ đi đâu? Chứ giờ bỏ đi chỗ nào làm nữa? Hai ngón thôi. Vuốt lấy xếp nha. Nè, lấy cái tay nè. Vuốt lấy xếp nha. All the way in, okay? Okay. Thank you, appreciate. You're welcome.
cho anh. Dạ. Nó cho hẳn 1 đồng. Sướng vậy, nhất dân chỉ luôn. Đồng cho đồng ngon vậy lâu lâu rồi nhất dương chỉ bảo đảm mà chiều chiều thế nào cũng được nhị thiên đường. Nhất dương chỉ là 1 đồng, nhị thiên đường là 2 đồng, tam quốc chí là 3 đồng, tứ đại danh bộ là 4 đồng, ngũ a ca là 5 đồng, lục tiểu linh đồng là 6 đồng, thất tinh đại pháp là 7 đồng, bát đại môn phái là 8 đồng, cửu âm chân kinh là 9 đồng và thập diện mai phục là 11 đồng nha quý vị. Đi làm nail phải hiểu cái bộ cốt đó nha. Rồi. Chùi nha. Rồi mà trời ơi, nó chẹp quá vậy. Sao mà nó chẹp quá vậy em? Không, bóng 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 vậy thôi, lụm tiền. Hũ rơm này là 10 đồng nha các bạn. Nó hồi ra nắng mà chụp hình nữa này, thôi tới công chuyện luôn. Tới công đức luôn. Cảm giác như đánh cái này nó không đẹp hết ta. Lấy cái này đánh nó mới đẹp. Đúng rồi, lấy cây cọ đánh nó mới đẹp. Lấy cây cọ đánh rơm nó mới đẹp nha các bạn. Nó mới bóng. Còn cái kia chùi chùi nó chật chật quá. Đúng rồi đó. Ha, lấy cái này đánh nó bóng hơn nè. Nếu yêu em là tội tày đình, tu chúng thân anh cũng phá gông anh tìm ra. Nhưng mà em làm anh xót xa, trong phút chốc em lại đi tìm đại gia. Đẹp quá. Nhìn bộ nail tức cảnh xinh nhạt luôn. Nếu yêu em là tội ngoại, nếu yêu em là tội tày đình, tù chung thân anh cũng phá gông anh tìm ra. Nhưng mà em làm tim anh xót xa, trong phút chốc em lại đi tìm đại gia.
cái Chrome này là nó Classroom nha các bạn, nó chỉ có một cái lớp mà ánh lên thôi nha, chứ nó không phải là cái Chrome màu nha các bạn. Nó phải giữ được cái màu ombre ở dưới, chứ mà đánh mình nó che hết cái màu ở dưới là không được nha. Đổi nước sơn mà con mẻ cho 20 đồng thấy ngon quá, ngon luôn chứ, ngon vậy em. Đổi nước sơn mà mẻ cho 20 là quá ngon đó nghe. Bệnh em ở đâu để anh apply coi. Đổi nước sơn 20 cho 20, tuyệt vời. Queen of Machine honey. Quân hồ mà tưởng đôn hồ chứ. Cây cọ đánh rơm này đánh lên nó đẹp hơn các bạn, tại vừa đánh nó vừa phủi cái chrome thừa đi luôn á, nó đẹp hơn. Một hũ như vậy là 10 đồng. 10 đồng này không biết mắc ra được bao nhiêu money, không biết mấy ngàn bạc á mới hết. I need you to go after I finish your nail. I need you to go outside, take a picture, okay? Okay. Ok. Con khách hàng của em đó thường nó vô làm manicure, nay nó vô đổ nước sơn thấy rẻ quá cho 20. Đúng rồi. Đúng rồi đó ha. Mai mốt mình làm full set nè, thí dụ bộ đó là 70 mình lấy tới 20 thôi. Nói bữa nay tao tính cho mày 20 bộ nail này. Mày cho tao 50 tiền cò. Ha. Chứ thôi lấy 70 mà phải chia cho chủ nữa, ha. Làm vậy nhiều khi sống cũng nhiều khi cũng bền lâu lắm á ha. Thí dụ làm bộ nail 100 thì lấy cỡ khoảng 30 thôi. Nói ê, bộ nail mày 30 nhưng mà mày bỏ giùm tao 70 vô tiền cò nha. Hả? Phải cho tiền cò tao không phải đóng thuế, nói vậy á. Khỏi chia với chủ nữa. Hả? Nhưng mà lựa khi nào chủ không có ở đó nha. Với chủ mà nó nghe được là mệt á. Tới công chuyện luôn á. À, đúng rồi đó. Đừng anh nói à khầy à, suối nha. Mất công chủ tới à, kiếm thầy làm việc nữa mệt lắm à. Thầy dám suối chứ thầy không dám nhận đâu nha. Put in the machine honey. Rồi, xong. Sợ chủ cái do học quá. Ừ, biết sợ vậy tốt á nha. Biết sợ vậy là tốt á, tưởng không biết sợ mới mệt chứ. Nói chung là biết sợ thì còn cứu được. Cái chung thì cháu ba năm nó chi trên đứa con gái em làm nó thì
thầy làm giang hồ mà kỳ quá. Ok. Xong xà bóng luôn. Let me see. Một cái bộ móng rất là bình thường như con đường mà hộp sữa ha. Nhẹ nhàng như cung đàn thôi. Xếp ra nó cũng ok ha. Hai bên nó có bị lip không? Hai bên nó có bị mất bột không? Khóe có ok không? Kiriko có ok không? Rồi, giờ được rồi. Cảm ơn các bạn Vani nhiều đã coi cái livestream của Phong nha. Mấy cái hũ bột Phong đắp bữa nay là cái hũ bột Chiso OM15B nè, mấy cái American White nha các bạn. Phong xài cái cỏ size số 16 Triple A nha các bạn. Bạn nào cần order những cái sản phẩm làm nail hoặc là cần hép gì trong cái chuyện làm nail ha, Phong hép được cái gì Phong hép ha. Các bạn hỏi thì Phong biết thì Phong trả lời, Phong không biết thì Phong sẽ nói Phong không biết. Ok, cảm ơn các bạn Vani nhiều. See you next video. Bye bye.